Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Việt Nam chủ trương xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, từng bước hướng đến tự chủ chế tạo vũ khí, khí tài để tăng cường sức mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội nhân dân Việt Nam. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng khẳng định, xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố các tuyến phòng thủ biên giới, biển, đảo. Chủ động về mọi mặt, sẵn sàng các phương án để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Ngay từ những ngày đầu thành lập trong kháng chiến chống Pháp, ngành quân giới là tiền thân của ngành công nghiệp quốc phòng ngày nay đã nỗ lực để sản xuất ra các loại súng đạn để đánh địch trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài việc nội địa hóa tự sản xuất được các mẫu súng được viện trợ, ngành quân giới đã sáng tạo ra được một số loại vũ khí độc đáo. Ngày nay, trưởng thành và phát triển trong chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu. Trong đó nổi bật lên là đã cơ bản tự chủ sản xuất được các loại vũ khí bộ binh, trong đó có cả những vũ khí có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng tới công nghiệp quốc phòng. Người đã chỉ rõ, cần gấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng, đánh giặc, trước hết là phải có vũ khí. Do đó, ngay sau ngày 15 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị lập phòng quân giới, tiền thân của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tiền thân là Nha nghiên cứu kỹ thuật phòng quân giới, được thành lập ngày 4 tháng 2 năm 1947. Từ kết quả nghiên cứu, thiết kế chế tạo của Nha nghiên cứu kỹ thuật, trong kháng chiến chống Pháp, nhiều loại vũ khí mang thương hiệu Việt Minh đã ra đời, kịp thời đáp ứng được yêu cầu tác chiến trên các chiến trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó tiêu biểu là súng, đạn bazooka, súng không giật SKZ. Những ngày đầu của kháng chiến chống Pháp 1945-1954, súng đạn thiếu thốn, vũ khí của quân đội Việt Nam chủ yếu là chiến lợi phẩm thu được của quân Pháp, Nhật và cả từ quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc. Không sở hữu nhiều vũ khí hiện đại, bộ đội Việt Minh đã tận dụng mọi dụng cụ thô sơ sẵn có để đánh Pháp như cung nỏ, giáo mác, gậy tầm vông, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuồng, gậy gộc. Nhưng cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt, đối phương đưa vào chiến trường những vũ khí hiện đại, trong đó có xe tăng, xe thiết giáp. Gần 100 quả bom ba càng thu được của phát xít Nhật lúc đó là vũ khí duy nhất mà bộ đội Việt Minh có được để đánh xe tăng và lô cốt của Pháp. Nhưng sử dụng loại vũ khí này đòi hỏi tinh thần cảm tử. Các chiến sĩ tự vệ Hà Nội hầu như đều hy sinh khi ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, do đó cần phải thay thế bằng vũ khí hiện đại hơn. Bazooka là tên chủng loại vũ khí chống tăng hoạt động theo nguyên lý phản lực không giật và có đầu đạn nổ lõm để xuyên phá lớp thép của xe tăng thiết giáp hoặc lô cốt bê tông. Trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều nước đã sản xuất loại vũ khí này, trong đó súng bazooka do Mỹ sản xuất được đánh giá là có tính năng tiên tiến ở thời điểm đó. Có được mẫu súng và đạn của Mỹ, nhà nghiên cứu kỹ thuật, tiền thân của Viện Vũ khí đã tổ chức tháo ra, rồi sản xuất mô phỏng một cách sáng tạo trong điều kiện cực kỳ hạn chế về máy móc, nguyên vật liệu. Đây là nơi ra đời súng bazooka. Công binh xưởng Giang Tiên, Thái Nguyên, đại tá Hồ Thanh Kha là một trong số những người đã tham gia chế tạo súng bazooka của Việt Nam. Cái thuốc phóng đen á, thì đại là mình làm văn minh của bên đà nhiều, nhưng mà là cái thuốc pháo đây thôi. Buổi chiều thì mình thấy hàng đàn rơi, hàng vạn con nó bay về thì cái hang này thì nó cái phân rơi ấy, nó đái xuống, nó xuống đấy như vậy cùng với đất, nó tác dụng thành là một cái loại nitrat. Thì sau ở đấy mình về mình lấy cả đất, thì đồng bào địa phương này phải vào trong cái hang rơi sâu thẳm ở dưới này để đào hầm xuống dưới để lên trên, nghĩa là cũng gian nan vất vả lắm. Nhưng khó khăn lúc này là tính toán lượng thuốc nổ, thuốc phóng như thế nào để viên đạn bay theo tốc độ và tầm bắn quy định. Khi chạm đích thì phải nổ xuyên phá để tiêu diệt xe tăng.
xưởng Giang Tiên đã chế được súng và đạn bazooka. Khi bắn thử, đạn nổ nhưng chưa thể xuyên xe tăng. Lịch sử ngành chế tạo vũ khí Việt Nam đã có bước tiến quan trọng với cái tên Trần Đại Nghĩa. Năm 1946, sau 11 năm du học ở Pháp, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã theo Bác Hồ về tham gia kháng chiến. Cùng với các cộng sự, giáo sư Trần Đại Nghĩa bắt tay vào chế tạo bazooka. Còn thuốc nổ phá gì, lượng bao nhiêu, cách nhồi nén như thế nào, chúng ta hoàn toàn chưa biết. Rồi cái kích thích nổ không phải là thuốc nổ đó, nó gửi cái thuốc nổ, nó kích thích cái thuốc nổ phá, nổ xuyên kia. Thì cũng là mới, ta biết rằng cũng là mới bắt đầu thôi. Thì về sau, đồng chí Trần Đại Nghĩa về cùng vẻ này cũng nghiên cứu hoàn chỉnh cái vấn đề ấy. Công sức ngày đêm tính toán tốc độ cháy, đốt thử các loại thuốc súng của ông Trần Đại Nghĩa và các cộng sự đã mang lại kết quả. Trận đầu ra quân ở Chùa Trầm, Hà Đông, Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1947, súng bazooka Việt Minh đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Và đến sớm mùng 3 thì ra đến cái đường D sân lộ vào Quốc Oai đấy, nấp trên bờ đê, phục kích ở đấy. Thì độ 7-8 giờ sáng gì ấy, thì cái đoàn quân của bọn Pháp ở Trung Xã Hội là qua cầu mới thì vào Hà Đông đưa Trúc Sơn đi lên rồi gì đấy, thì vào cái trận địa phục kích. Thì đồng chí Khổng bắn cái phát đầu tiên thì trúng ngay xe tăng, nó tốt lắm. Người ta bảo là Pháp xe tăng văng lên, xe tăng dừng khựng lại, và cả một cái thằng Tây cũng xe tăng cũng văng ra theo cái tháp xe tăng. Sau thành công của súng bazooka, ngành quân giới đứng đầu là kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã phát triển thành công nhiều vũ khí quan trọng khác như súng không giật SKZ, bom bay, đạn chống tăng bắn từ súng trường. Chính người Pháp đã phải cay đắng nhận xét, Việt Minh từ tay không đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí, tự chủ được phương tiện chiến tranh trong điều kiện khó khăn. Đó là điều đặc biệt mà không phải một phong trào cách mạng nào cũng làm được. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngoài việc chế tạo các mẫu súng, đạn thông thường như AK-47, B-40, Viện ngành quân giới Việt Nam đã chế tạo và phổ biến thành công một số loại vũ khí chuyên dụng. Mặc dù có nguyên lý hoạt động đơn giản, nhưng lại có thể hạn chế được lợi thế của các phương tiện chiến tranh hiện đại của Hoa Kỳ. Từ kinh nghiệm bộ đội trên chiến trường, gài bẫy lựu đạn đánh trực thăng Mỹ khi máy bay còn bay treo chưa đổ bộ, ngành quân giới đã chuẩn hóa quy trình sản xuất mìn chống trực thăng. Mìn chống trực thăng được tận dụng từ các loại mìn chống xe tăng thông thường. Phần sáng tạo độc đáo chính là ở ngòi nổ. Cơ cấu hình chiếc lá này chỉ hoạt động khi có gió gây ra bởi trực thăng thổi từ trên cao xuống. Trên chiến trường, bộ đội sẽ dự đoán được những bãi đổ quân của Mỹ để đặt mìn dưới đất hay bố trí trên cây. Khi máy bay trực thăng hạ thấp xuống bãi đáp, sức gió ở cánh quạt sẽ kích hoạt ngòi nổ, phá hỏng trực thăng. Lúc đó, loại mìn khởi nguồn từ sự sáng tạo của quân dân du kích này chưa được nước nào nghĩ đến để sản xuất. Điểm đặc biệt nữa là nó có thể rất dễ chế tạo. Bất kỳ xưởng quân giới chiến trường nào cũng có thể tận dụng được bom đạn địch để chế tạo mìn đánh địch. Như tôi chế tạo một loại cánh quạt nối liền với một cái kích nổ. Của mìn hoặc là lựu đạn với tất cả lên trên cây. Thì khi mà trực thăng đi đến một nơi nào đó bay qua thì nó phải làm cái quạt gió nó chuyển động, và cái quạt gió chuyển động thì nó kích động, nó kích nổ cái quả mìn đấy và làm cho trực thăng lên. Cái đơn giản như vậy, nhưng mà trên cơ sở cái nguyên lý đó, tức là nguyên lý nghiên cứu cái tác động của cái sức gió của cánh quạt máy trực thăng tạo ra để kích nổ cái khối nổ. Thế thì Viện Kỹ thuật Quân sự của chúng ta hồi đó đã nghiên cứu ra các loại vũ khí khác, và thậm chí cả bộ đội chúng ta miền Nam Việt Nam cũng đã nghiên cứu sử dụng chính các loại mìn chống tăng, mìn định hướng của Mỹ để cải tiến thành cái loại vũ khí chống trực thăng rất có hiệu quả, có thể bố trí trên mặt đất hoặc là bố trí trên cây. Trong giai đoạn 1965-1973, trên chiến trường, bộ đội Việt Nam đã phải đối mặt với những lớp hàng rào, chướng ngại vật, lô cốt, mìn, bẫy, bảo vệ xung quanh các căn cứ, kho tàng, sân bay, hải cảng của Mỹ ở miền Nam.
Việc tiếp cận phá hàng rào khi tấn công đánh mục tiêu đã gây nên thương vong rất lớn. Chúng ta đột nhập căn cứ quân sự của Mỹ, chúng ta đặt công vào để phá rào, tạo ra một cửa mở, thì nó bị gặp phải rất nhiều cái rủi ro và hy sinh rất lớn đối với bộ đội ta. Thế cho nên là chúng ta phải nghĩ cái cách để dùng để phá được cái hàng rào này, và để tên lửa phá rào ra đời, tôi nghĩ như vậy. Bắt tay vào làm từ năm 1965, nhưng do yêu cầu kỹ thuật cao nên phải đến năm 1968, vũ khí phá rào mới được định hình. Cấu tạo của vũ khí phá rào FR bao gồm động cơ tên lửa đẩy, giáo phóng, dây cáp, dây chịu lực mang các ống thuốc nổ có sức công phá lớn. Động cơ sẽ đưa các ống thuốc nổ dàn mắc vào các lớp hàng rào, sau đó phát nổ quét sạch rào, chướng ngại vật hay mìn, tạo thành cửa mở cho bộ đội tiến công. Năm 1972, tên lửa phá rào FR được đưa vào chiến trường. Từ Trị Thiên đến Đông Nam Bộ, FR đều đã lập công. Rõ ràng là khi mà đưa tên lửa phá rào vào thì nó tạo ra một cái thứ nhất rất bất ngờ, làm cho địch không kịp đối phó. Nó khác với khi chúng ta dùng đặc công để mà phá cửa mở. Thế cho nên là nó tạo ra một cái tinh thần lạc quan và tin tưởng của anh em và chiến sĩ khi mà quyết định tấn công căn cứ quân sự nào đó. Nhờ tên lửa phá rào FR, ta đã phá được chiến thuật phòng ngự trong công sự kiên cố của địch, giảm thương vong cho bộ đội. Tên lửa phá rào sau đó cũng đã được cải tiến trang thiết bị trên xe cơ giới, tăng thiết giáp để mở đột phá khẩu. Đây cũng là một trong những đề tài được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật. Trưởng thành và phát triển trong chiến tranh, hiện nay Viện Vũ khí là đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu, thiết kế, chế mẫu thử nghiệm và chuẩn hóa quy trình chế tạo các loại vũ khí súng đạn để chuyển giao cho các nhà máy quốc phòng sản xuất hàng loạt. Với các mẫu súng bộ binh phổ biến như họ súng AK cải tiến, họ súng chống tăng phản lực, Việt Nam đã cơ bản làm chủ công nghệ để sản xuất trong nước cả súng và đạn. Ngoài súng thì đạn pháo, các cỡ nòng cũng đều đã được chế tạo thành công. Các nhà máy quốc phòng cũng đã tiến hành sản xuất hàng loạt để trang bị cho quân đội. Về cơ bản, năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất vũ khí, màng vác cho sư đoàn bộ binh. Yêu cầu sản xuất vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh thì đến thời điểm này thì về công tác thiết kế là Viện Vũ khí đã thiết kế và đáp ứng yêu cầu để phục vụ cho sản xuất quốc phòng cho sư đoàn, trang bị vũ khí cho sư đoàn bộ binh màng vác. Thì cái này cơ bản là đã đáp ứng được. Các sản phẩm vũ khí thì đã được Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu và đưa vào sản xuất tại các nhà máy công nghiệp quốc phòng. Thì qua sản xuất, nghiệm thu và được đưa vào trang bị trong quân đội thì được phản ánh là những sản phẩm vũ khí mà viện vũ khí thiết kế thì là về những sản cũng cơ bản là tương đương với những sản phẩm của nước ngoài, các mà có đảm bảo chất lượng cũng như độ ổn định khi mà được các đơn vị đánh giá. Không chỉ dừng lại ở các loại vũ khí thông thường phổ biến, những năm gần đây chúng ta đã đầu tư nghiên cứu để có thể chế tạo được một số vũ khí có hàm lượng khoa học công nghệ cao để có thể từng bước đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Một số sản phẩm của viện được đánh giá cao. Súng bắn góc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, giải cứu con tin. Súng bắn góc sử dụng tương tự như súng thông thường, nhưng khi mục tiêu ở trong góc khuất, xạ thủ có thể bẻ súng sang hai bên, như phần bản lề ở giữa súng. Điều này cho phép xạ thủ có thể bắn được mục tiêu mà hầu như không để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, tránh được thương vong và đảm bảo tính bí mật khi áp sát đối phương. Thì khẩu súng này là có thể chuyển góc bắn sang bên trái, bên phải và mục tiêu bắn thẳng. Thì trên khẩu súng này có giới thiệu có hai cái tính, tức là có lắp đặt là có đèn chiếu sáng và đèn laser. Đây là cái bức tường bị che khuất chẳng hạn, thì xạ thủ có thể ẩn nấp phía khuất đi để và bắn các cái quan sát và bắn mục tiêu ở trong phòng chật hẹp trong điều kiện không nhìn thấy.
Và cũng như vậy khi mà quan sát khi bắn ở bên phải. Đấy thì là mặc dù là bị không bình thường là không nhìn thấy, nhưng qua cái hệ thống camera và là ta có thể xác định mục tiêu và tiêu diệt mục tiêu. Thì súng này trong cái tương lai là có thể lắp đặt cả các cái hệ thống truyền tải dữ liệu về sở chỉ huy. Và như vậy là xạ thủ có thể tác chiến độc lập nhưng cũng có liên hệ trực tiếp với trung tâm chỉ huy để nhận các mệnh lệnh chiến đấu. Súng và đạn cối triệt âm là mẫu vũ khí gọn nhẹ, một người cũng có thể sử dụng. Khi bắn đối phương, không phát hiện được tiếng nổ, ánh lửa và khói đầu nòng. Súng rất hữu ích trong hình thức tác chiến đặc công, cần đến yếu tố bí mật, bất ngờ. Trong tác chiến thì đặc biệt là đánh gà, thì cái yêu cầu về đảm bảo bí mật cho các xạ thủ là rất quan trọng. Khi chúng ta áp sát đánh và khi chúng ta bắn ra, thì đối phương không xác định được cái vị trí chúng ta bắn khẩu súng ra, nên là nó là yêu cầu rất quan trọng. Do đó và đồng thời cái cấu nó phải gọn nhẹ để tiếp cận sát mục tiêu. Thì với cái đạn cối triệt âm 50 nó giảm được tiếng nổ lửa và khói đầu nòng là nhờ sử dụng một nguyên lý cái cấu đặc biệt là cái cấu nó rất gọn nhẹ, khối lượng đạn nó khoảng 1 cân. Do đó nó rất phù hợp cho trang bị cá nhân làm nhiệm vụ đặc biệt như là đặc công và đặc nhiệm. Súng phóng lựu cá nhân được coi là một loại hỏa khí uy lực và hiệu quả trong tác chiến bộ binh. Thành công của khẩu súng phóng lựu M79 của Mỹ trên chiến trường là một minh chứng. Sau chiến tranh, quân đội ta đã mô phỏng và sản xuất thành công cả súng và đạn M79. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là chỉ bắn được phát một, từng viên đạn. Hiện nay, Việt Nam đã chế tạo được loại súng phóng lựu mới, ưu việt hơn M79. Súng phóng lựu SPL-6 cỡ 40mm, khẩu súng dùng chung bộ đạn với súng M79 và M203. Súng SPL-6 có một số cái ưu điểm nổi bật hơn so với súng M79 và M203. Đó là, thứ nhất, súng có bộ phận tiếp đạn, bộ phận rulo, gồm có 6 buồng, mỗi buồng chứa được một viên đạn. Và như vậy, cái khả năng chứa đạn và tiếp đạn trong quá trình chiến đấu là ưu việt hơn súng M79. Không chỉ súng đạn, các loại kính ngắm cả ngày và đêm gắn trên súng pháo cũng được Viện Vũ khí nghiên cứu thành công để trang bị đồng bộ cho vũ khí. Hiện tại thì phòng khí tài cũng đã nghiên cứu rất nhiều chủng loại các khí tài, quan sát ngắm bắn liên tục ngày đêm, trang bị cho trung đoàn bộ binh đủ quân. Hiện nay các cái sản phẩm của nó chúng ta đã làm chủ từ khâu thiết kế đến công nghệ chế tạo, hoàn toàn có thể chủ động trong việc trang bị cho các đơn vị trong toàn quân. Khi mà thực hiện từ quá trình nghiên cứu chế tạo đến sử dụng ở đơn vị thì thực hiện nghiêm các cái quy định của Bộ Quốc phòng. Sản phẩm sau khi nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thành công sẽ đưa đến đơn vị sử dụng thử. Sau khi sử dụng thử, lắng nghe ý kiến của đơn vị thì chúng ta hoàn thiện và sửa chữa sản xuất các đoạn nhỏ, xong chuyển sang đơn vị trước khi hoàn thiện để đưa vào sản xuất. Thì cái quy trình đó là một cái quy trình khép kín để đảm bảo đánh giá toàn bộ các cái khâu từ quá trình thiết kế đến chế tạo, tất cả những vướng mắc đều được giải quyết trong cái giai đoạn này. Ngoài các loại vũ khí trang bị cho lục quân, Viện Vũ khí còn nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị dành cho hải quân, cảnh sát biển như các loại pháo, đạn pháo, khí tài trinh sát. Vũ khí dùng trên tàu biển có những yêu cầu khác với vũ khí dùng trên bộ. Đây là vũ khí tạo ra dao động, mô phỏng dao động sóng biển, phục vụ chủ yếu là nghiệm thu các loại pháo, các loại trang thiết bị khí tài quân sự mà lắp đặt trên tàu hải quân, tàu cảnh sát biển. Thiết bị này có thể mô phỏng các dao động sóng cấp 4, cấp 5, cấp 6 tùy theo từng cái điều kiện thời tiết. Và khi Viện Vũ khí cũng như các nhà máy nghiên cứu thiết kế chế tạo ra các loại vũ khí, đặc biệt là các loại pháo tàu hoặc lại các trang thiết bị trên lắp đặt trên tàu hải quân, tàu cảnh sát biển
thì sẽ trước khi lắp đặt xuống tàu thì sẽ lắp đặt trên cái phương tiện thử nghiệm này và sẽ mô phỏng dao động ở các mức độ khắc nghiệt của thời tiết khác nhau để kiểm tra cái độ cứng vững, độ ổn định cũng như là cơ cấu hoạt động có phù hợp với cái điều kiện khắc nghiệt như vậy không. Để đáp ứng được yêu cầu tự chủ, Viện Nghiên cứu Sản xuất Vũ khí Khí tài ngoài các máy móc trang thiết bị hiện đại, Viện Vũ khí còn có cả hệ thống nhà xưởng để chế tạo và hầm bắn thử nghiệm vũ khí. Có các trang thiết bị, máy móc hiện đại, có nguồn nhân lực với trình độ cao, nên trong các tình huống cần thiết, Viện Vũ khí hoàn toàn có thể kiêm nhiệm việc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mang tính lưỡng dụng, dùng cho cả dân sự. Mặt nạ này và mũi và miệng của bệnh nhân. Tháng 4 năm 2020, dịch COVID-19 bắt đầu có những diễn biến phức tạp. Để dự phòng cho tình huống dịch bùng phát trên diện rộng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chỉ đạo Viện Vũ khí triển khai nghiên cứu chế tạo máy trợ thở. Chỉ một thời gian ngắn, Viện Vũ khí đã cơ bản nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công máy trợ thở di động. Máy có thiết kế khá hiện đại, với nhiều tính năng tự động, nhỏ gọn, trọng lượng dưới 10 kg. Trong quá trình thử nghiệm, máy hoạt động liên tục trong 14 ngày không có lỗi xảy ra. Trong tình huống cần thiết, Viện Vũ khí sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ để các đơn vị trong và ngoài quân đội có thể sản xuất hàng loạt, phục vụ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, đứng trước yêu cầu xây dựng từng bước hiện đại hóa quân đội để bảo vệ Tổ quốc, Viện Vũ khí đang được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tham gia thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trên các lĩnh vực nghiên cứu mới với độ phức tạp, yêu cầu đòi hỏi rất cao. Về cơ bản, những thiết kế vũ khí trong những năm tới và những năm tiếp theo thì là hệ vũ khí mới và có hàm lượng khoa học cao cũng như là vũ khí thế hệ mới. Và chúng tôi cũng đưa ra những kế hoạch để ứng dụng của các bạn công nghiệp thứ tư để nhập vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo những loại vũ khí mới để nhằm phục vụ cho trang bị cho quân đội. Để đảm bảo đạt được những kết quả thì trong công tác nghiên cứu học thì cũng đòi hỏi là xây dựng nguồn cán bộ, nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời của cách mạng tháng 4 cũng như là đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới để phục vụ cho nghiên cứu thiết kế vũ khí thế hệ mới. Trong kháng chiến chống Pháp, khởi đầu từ con số 0 dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng Cục Quân giới kiêm Giám đốc nhà nghiên cứu kỹ thuật đầu tiên, Thiếu tướng, Giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ngành quân giới đã làm nên những điều phi thường trong thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn dược, phục vụ đắc lực cho các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Phát huy kinh nghiệm, truyền thống, bằng bản lĩnh và trí tuệ khoa học, hiện nay, Viện Vũ khí đang làm rất tốt vai trò là cơ sở nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.